Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dôn Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là 9 giờ sáng của ngày 26 tháng 5 năm 2021. Và câu chuyện buổi sáng này tôi muốn chia sẻ với các bác đôi điều, có một chút về anh Hoài Linh. Nhưng mà trước khi chia sẻ điều đó thì tôi mong muốn rằng là các bác hãy giữ nguyên cái 5K, đặc biệt ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nơi tình hình dịch đang rất là phức tạp. Nghĩa là mình hạn chế đi ra đường nếu như không có việc gì đó thật sự cần thiết. Và khi đã ra đường rồi thì chúng ta phải nghiêm túc 5K, khẩu trang và khoảng cách là hai cái quan trọng nhất, để các bác có thể bảo vệ cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, và điều đó cũng góp phần để cho xã hội nữa. Một tin ngắn nhỏ nhỏ muốn chia sẻ với các bác là sáng nay khi mà tôi nhắn tin và cho một số vị lãnh đạo thì có một cái tin thế này. Đợt tới thì chính phủ cũng sẽ đưa ra cái số tài khoản riêng dành cho việc vaccine, ủng hộ vaccine. Và mỗi người dân của chúng ta đều có thể đồng hành với chính phủ với cái quyết định rất là dũng cảm của Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa rồi. Có thể là chỉ 100-200 ngàn, thậm chí có người khoảng tầm 100-200 ngàn thôi. Nhưng đó cũng là một cái rất quý để mà ủng hộ cái nỗ lực của chính phủ trong cái việc mà mua vaccine về để phục vụ người dân Việt Nam, là chính chúng ta luôn. Và để đạt ngưỡng cộng đồng ấy, thì chúng ta phải cần tối thiểu là 150 triệu liều vaccine. Và đây là quyết định rất dũng cảm. Đó. Tôi hy vọng rằng là khi có số tài khoản này ra thì tôi sẽ cung cấp cho các bác và mọi người. Đó cũng là cái để mà chúng ta biết được rằng là cái đồng tiền của chúng ta sẽ được tiêu vào đúng cái mục đích của nó. Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì tôi có hai cái thông tin về cũng là anh Hoài Linh và chị Phương Hằng. Thì đầu tiên là nói về anh Hoài Linh trước, về cái tình hình bệnh tật của anh đó. Cái thứ hai là về cái buổi live stream của chị Phương Hằng, vợ của anh Dũng Lò Vôi, khu Đại Nam. Cũng rất thú vị đấy. Chị Phương Hằng thì hôm qua thì đã phá cái kỷ lục của Việt Nam với khoảng hơn 220.000 người xem live stream trực tiếp. Một con số rất khủng khiếp, để thấy rằng là chúng ta có một vị rất là kỳ lạ và đạt được cái mức độ đó. Trở lại câu chuyện của anh Hoài Linh trước thì xin phép với các bác thế này. Cái câu chuyện về anh Hoài Linh là bị bệnh thì tôi biết từ rất là lâu rồi, chứ không phải là không. Nhưng tôi vẫn không muốn chia sẻ với các bác, bởi vì tôi thấy rằng là nó không quan trọng. Cho đến khoảng ngày hôm 24 thì tối ngày 24 tôi bắt đầu tôi thấy ở lác đác ở một số các nhóm kín là tôi tham gia ấy, thì có một vài người có chia sẻ cái dòng là anh Hoài Linh là anh bị bệnh ca, cho nên rằng là đến cái độ ung thư á, không nói rõ ung thư gì, và nên thông cảm cho anh ấy ở cái điều đó. Tôi thì tôi không bình luận gì nhiều, tôi chỉ nói rằng là quan trọng là ca gì, và đưa nó ra ở cái thời điểm này là có thích hợp hay không thích hợp. Và đặc biệt đến ngày 25, sau khi mà cộng đồng mạng sục sôi, có nghĩa rằng là sục sôi cái một cách kinh khủng khiếp luôn, thì lúc này một người quản lý của anh Hoài Linh đã tới gặp báo chí và chia sẻ về cái tình hình bệnh tật của anh Hoài Linh. Nói thế để chúng ta hiểu rằng là câu chuyện của anh Hoài Linh bị bệnh á, là có một cái rò rỉ không chính thức lẫn như là có chính thức. Chính thức là bởi vì là quản lý kênh Hoài Linh đã gặp báo chí và xác nhận cái bệnh án và tình hình bệnh tật của anh Hoài Linh. Và anh bị bệnh gì? Anh ấy bị ca tuyến giáp. Thế thì tôi muốn chia sẻ với các bác thế này. Tại sao tôi lại không lên tiếng về việc đó, mặc dù tôi biết cái việc này phải rơi vào cỡ tầm vài tháng rồi, chứ không phải là không biết. Thế nhưng ấy, giống như cộng đồng mạng thôi, họ cũng chia sẻ một số cái để các bác có thể thấy rằng là có những cái dấu mốc mà dấu hỏi rất lớn. Bởi vì nhiều khi đưa ra một cái thông tin nó giống như là, tôi không biết nói thế nào, nhưng mà nếu bác nào mà comment rằng là đó là coi như là cái sự cầu xin, cái sự thương hại của cộng đồng mạng á, của công chúng á, thì nó cũng là một cái hợp lý thôi. Bởi vì đây là cái sự lên tiếng chính thức của quản lý của Hoài Linh đó, và chia sẻ với báo chí cái điều này cũng như là một cách giải thích, và mong rằng là cộng đồng mạng hay là mọi người với công chúng, khán giả hãy thông cảm cho anh Hoài Linh. Nhưng thật sự là có thông cảm hay không thì các bác cứ đọc qua một vài cái comment như thế này để các bác có thể hiểu. Thứ nhất, một bạn comment như sau.
Nói thế này để mọi người hiểu về ung thư tuyến giáp, như là theo bệnh án của anh Phái Linh ấy. Thì thứ mà hội showbiz rất hay xài, thầy cô dạy mình là bác sĩ giải phẫu đã từng nói, nếu như phải bị chọn một loại ung thư thì tôi sẽ chọn ung thư tuyến giáp. Chia sẻ với các bác thế bởi vì là cái bình luận này đạt được chỉ trong lên được có 6 phút mà đạt được tới 298 lượt lượt thích. Đấy, lúc tôi chụp ảnh lại như thế này. Và 268 lượt thích thì chứng tỏ các bác thấy rằng là với người bình thường khi vào bệnh viện ca ấy, thì ung thư tuyến giáp là cái ung thư mà gần như là được chữa khỏi một cách 100%. Đấy. Cho nên bác nào mà chẳng hạn như bị ung thư thì chọn cái tuyến giáp để mà bị nhé. Đừng có như kiểu là tuyến tụy là coi như là gần như là đi 100% luôn. Giống như là ông chủ của hãng Apple, Steve Jobs. Và một bạn là Nguyễn Hữu Duyên cũng comment thế này. Kỳ lạ là danh hài Hoài Linh là bạn thân của thần y Võ Hoàng Nghiên, sao không nhờ ông Yên chữa mà phải đi bệnh viện để rồi phải phẫu thuật tùm lum tùm la như vậy. Có nghĩa rằng là các bạn đều biết cái mối quan hệ của Võ Hoàng Nghiên và Hoài Linh là do làm sao. Và rõ ràng câu hỏi này trông có vẻ rất là hay một cái xoáy ấy, nhưng mà cũng đúng. Bởi vì là tại sao anh lại không đi chọn anh Võ Hoàng Nghiên, bạn thân của mình, để làm việc này? Và cái bình luận này chỉ trong vòng 7 phút đã đạt được tới 501 cái lượt tương tác, lượt like đấy. Thế thì các bác thấy rằng là khủng khiếp thế nào. Và nếu mà nói theo cái người có lý có tình thì người ta phân tích ra làm sao, như logic thế này. 22 tháng 9 theo các cáo trạng, theo cái bệnh án của mà được chia sẻ trên báo chí ấy, của quản lý Hoài Linh ấy, thì như thế này thì người ta nhìn ra 22 tháng 9 thì anh Hoài Linh biết cái bệnh của mình. Tới 15 tháng 10 thì anh ấy phẫu thuật, tức là mổ. Và 19 tháng 10 thì anh ấy xạ trị. Và nghỉ ngơi 2 tuần, sức khỏe yếu. Thế nhưng tại sao 20 tháng 10 lại dám công khai kêu gọi để quyên góp từ thiện và tự tay mình đi trao? Nghĩa là anh vừa xạ trị xong cái là anh kêu gọi luôn à? 19 tháng 10 thì xạ trị và 20 tháng 10 là đã công khai kêu gọi cái quyên góp từ thiện này. Thế thì chúng ta cũng đặt dấu hỏi rất là lớn ở đây đối với anh Hoài Linh. Rất nhiều nghệ sĩ khi mà chia sẻ cái tình hình bệnh tật của mình thì nhận được cái sự ủng hộ và quyên góp của rất nhiều người. Thế nhưng lần này anh Hoài Linh lại tiếp tục phạm một cái sai lầm nữa, là đưa cái tình hình bệnh tật của mình ra để, mà tôi cũng khẳng định luôn, đó là để cái mục đích, cái động cơ là để có được cái sự thông cảm và của cộng đồng, của công chúng. Thì ở đây là anh Hoài Linh đã sai cái vấn đề này rồi. Còn bình luận thì tôi để các bác bình luận, chứ tôi không bình luận về cái việc này nữa. Đó, các bác cứ ý gì các bác comment ở đây. Còn ngày hôm qua thì chia sẻ với các bác rằng là nếu như chúng ta, cá nhân tôi nhé, là tôi không xem cái buổi livestream đấy, chia sẻ với các bác là thế. Bởi vì là cái cách nói của chị Phương Hằng hay thế nào đó nó không hợp với cái gu của tôi. Cho nên là tôi không thể nào mà nghe được. Thế nhưng nếu mà chúng ta bỏ qua cái cấu trúc từ ngữ, chúng ta bỏ qua những cái điều mà gọi là mang tính cảm xúc dẫn dắt ấy, thì gút lại có những cái thông tin gì, thì xin phép là gạch đầu dòng cho các bác cái ý chính như thế này, để các bác nào có thể hiểu được là cái buổi live stream phải nói rằng là chấn động cộng đồng mạng hôm qua là của anh Hoài Linh, của chị Phương Hằng đạt tới 220.000 lượt xem thì phải. Một con số rất khủng khiếp mà không một streamer nào Việt Nam có được, một con số kỷ lục. Và nếu tính tổng cộng cả 3 kênh của chị đấy vào thì tôi không biết giải thích là con số tổng hợp là bao nhiêu nữa. Và ý chính trong buổi livestream tối hôm qua của chị ấy như sau. Thứ nhất, chị ấy nhắc tới ca sĩ Viu Anh và nói rằng là ca sĩ Viu Anh là đẻ thuê cho đại gia bên Mỹ và được nhiều đại gia bao nuôi. Đấy là một về chị Hoài Linh. Thứ hai nữa là ý thứ hai của chị Phương Hằng là nói rằng anh Hoài Linh và anh Võ Hoàng Nghiên cũng là một cặp với nhau, dạng như là PD đấy, cái bác gay ấy. Và cái việc mà dùng cái quyền lực của mình để mà
mình nói thế nào nhỉ, giống như cái anh gì này giống như cái anh gì đó, đấy là các sao nam showbiz vào thì phải qua hai cái người này thì mới có thể, tóm lại là nôm na ngôn ngữ của bình thường là thịt các sao nam. Ý thứ ba của chị Phương Hằng đó chính là ý thứ hai, mình tiếp tục một tí nhé. Và các sao nam này muốn có được cái con đường tiến thân thì phải để cho anh Võ Hoàng Yên lẫn cả anh Võ Hoài Linh là nọ kia ba chấm, cái phần đấy tôi cũng không muốn đi sâu nữa. Và họ trao đổi cho nhau, họ muốn làm gì thì làm, kể ra làm showbiz nó cũng phức tạp các bác nhỉ. Ý thứ ba ấy, của chị Phương Hằng ấy, đó là danh hài Hoài Linh thì dùng tiền đánh bạc và chơi casino và dùng tiền sai mục đích, dùng tiền từ thiện rồi đắp bên này để bù bên kia nọ kia. Cái này như tôi cũng chia sẻ với các bác rồi, chỉ cần anh Hoài Linh sao kê cái ngân hàng và do và cái tiền tiền vào tiền ra đấy nó chạy đi đâu ra này thì biết ngay, chứ không phải là bù vào là được đâu. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư là chị ấy nhắc đến Hồng Vân và nói Hồng Vân là một con người giả tạo giả tạo, lợi dụng danh tiếng của nghệ sĩ nhân dân để lừa đảo người dân và quảng cáo lung tung beng và không thèm xin lỗi. Đấy là ý thứ tư của chị ấy chia sẻ trong buổi live stream rất dài. Ý thứ năm là ông Võ Hoàng Yên không chỉ là người lừa đảo và cái hành vi của ông đấy còn làm nhiều người tử vong, và đây là một việc rất nghiêm trọng. Ý thứ sáu của chị Phương Hằng là Võ Hoàng Yên và Hoài Linh là có mối quan hệ và nắm đầu rất nhiều cơ quan báo chí truyền thông, và ai thì đã đưa tin xấu thì sẽ bị hai cái người này gọi là gây áp lực hoặc thậm chí dùng cả côn đồ để mà dằn mặt. Ý thứ bảy ý thứ bảy đó chính là bà sẽ dùng pháp lý để mà tiếp tục cái sự việc tới cùng và khẳng định là đúng đắn và tin tưởng pháp luật Việt Nam. Ý thứ tám thì chị Phương Hằng có nhắc tới Quyền Linh là đã quảng cáo sai nhưng đã thành tâm xin lỗi. Đó là hai cái thái độ khác nhau. Ở trên kia thì chị Hồng Vân thì quảng cáo sai nhưng không có xin lỗi, không có nhận thức gì cả và tiếp tục cái vấn đề của mình. Còn anh Hoài Linh, anh Quyền Linh thì có quảng cáo sai nhưng thành tâm xin lỗi và làm từ thiện thật để bù vào cái số đó. Và việc này thì bà sẽ không truy cứu về anh Quyền Linh nữa. Ý thứ 9 và ý thứ 9 là chị ấy nhắc tới cái việc của Hoài Linh và Hoài Lâm. Đầu tiên là nhắc lại cái ý là Hoài Linh là bắt nhiều nghệ sĩ nam phải phục vụ mình, cái sở thích bệnh hoạn của mình. Và anh Hoài Lâm là không chịu. Chính vì thế đã bị Hoài Linh dùng quyền lực để đá ra khỏi showbiz. Ý thứ 10 là các đệ tử của Võ Hoàng Yên và Hoài Linh đã bị đối xử tệ bởi chính những người thầy của mình. Và chính những người này đã tuồn cái thông tin cho phía công an để và cả cô Hằng nữa, với công an nữa, là để đưa ra cái sự thật. Ý số 11 là có nghĩa rằng là ý số 10 kia là có cái thông tin mà chị Hằng có được hay công an có được là do những người, chính những đệ tử của Võ Hoàng Yên hay Võ Hoài Lâm. Ý thứ 11 là cô Hằng tuyên bố vào cuộc pháp lý với công an và quyết không chịu lùi bước. Và ngay cả những phản động cấu kết phá hoại trong và ngoài nước, nghĩa là khẳng định mình là người ở trong nước chứ không phải là cấu kết với bọn phản động như là nhiều người vu oan giáng họa. Và mong người dân đoàn kết và lắng nghe cơ quan chức năng và vì lẽ phải. Cô ấy sẽ làm về truyền thông, còn công an thì sẽ đi điều tra cái việc này rất rõ ràng. Đây là 11 cái ý và tổng hợp lại được của bên phía buổi live stream ngày hôm qua. Đó. Thì các bác cứ suy nghĩ và các bác tính toán xem là có đúng hay không. Và nếu như cái việc này mà có bằng chứng xác thật thì thôi xong rồi. Đúng không ạ? Thôi xong rồi. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người.
Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.